Hải chiến Hoàng Sa là một trận chiến giữa Hải quân của Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc xảy ra trên quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974. Cả hai phía đều tuyên bố có chủ quyền ở quần đảo này, trong khi Liên Hợp Quốc không xác nhận chủ quyền của bất kỳ nước nào, dẫn tới các tranh chấp tạo ra xung đột. Theo quan điểm của Trung Quốc, họ tuyên bố có chủ quyền từ suốt 2.000 năm qua đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa kể từ khi bắt đầu thời kỳ nhà Hán, tức là năm 206 trước Công Nguyên. Theo quan điểm của Việt Nam, từ thế kỷ 17, trên bản đồ và các tài liệu lịch sử đã khẳng định rất rõ chủ quyền của người Việt. Lúc đó, nhà Nguyễn đã cử các hải đội ra khảo sát, cắm cờ, tổ chức khai thác hải sản tại khu vực quần đảo này. Từ năm 1946, quân đội Pháp và Việt Nam đóng trên đảo, thậm chí đã xây dựng các trạm khí tượng, đài vô tuyến tại đây. Cho đến khi trận hải chiến diễn ra, mỗi bên chiếm giữ một phần nhưng đều tuyên bố có chủ quyền trên toàn bộ quần đảo. Tính đến năm 1973, quần đảo Hoàng Sa gồm hai nhóm đảo mà Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát là nhóm Nguyệt Thiềm, nằm gần phía đất liền Việt Nam, nhóm còn lại là An Vĩnh do Trung Quốc kiểm soát. Ngược dòng lịch sử, trở về năm 1954, khi Pháp rút quân đã trao quyền kiểm soát hai quần đảo này cho Việt Nam, đài khí tượng trên đảo Hoàng Sa do Pháp xây lúc đó trực thuộc Ty khí tượng Đà Nẵng và được bảo vệ bởi một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Hai năm sau, Hải quân Trung Quốc chiếm nhóm đảo An Vĩnh, trong đó có đảo Phú Lâm và đảo Lincoln, phía Việt Nam Cộng Hòa không có hành động đáp trả quân sự. Năm 1961, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc không chấp nhận. Giai đoạn 1964 đến 1970, Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chạm súng liên tục trên hải phận Hoàng Sa, nhưng không đưa đến thương vong. Trong thời điểm đó, Việt Nam Cộng Hòa cũng thiết lập một sân bay nhỏ tại đảo Hoàng Sa. Trong giai đoạn này, mối quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc đi xuống nghiêm trọng. Từ đầu năm 1969, cả hai nước ở tình trạng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Sang đầu năm 1970, Liên Xô triển khai gần 1 triệu quân dọc biên giới Trung Quốc, còn Trung Quốc vẫn chiến thuật lấy thịt đè người, tập trung tới 6 triệu quân tại biên giới với Liên Xô. Có nguồn tin cho rằng, lãnh đạo Liên Xô đã tính đến việc nếu cần sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử tấn công Trung Quốc. Mâu thuẫn với Liên Xô đã thúc đẩy lãnh đạo Trung Quốc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung vào năm 1973. Trung Quốc cắt giảm viện trợ quân sự và dân sự cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đến tháng 7 năm 1970, Trung Quốc đã rút hết toàn bộ 16 sư đoàn, gồm 150.000 quân khỏi lãnh thổ Việt Nam, quan hệ giữa hai bên ngày càng lạnh nhạt. Kể từ đó, Liên Xô thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia hỗ trợ kinh tế quân sự nhiều nhất, là đồng minh quan trọng nhất với miền Bắc Việt Nam. Năm 1970, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ họp báo tuyên bố rằng Hoàng Sa và Trường Sa không nằm trong chiến lược triển khai các hải đảo tiền đồn của các hạm đội Hải quân Hoa Kỳ. Theo nhận định của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa thì đây là sự bắt tay ngầm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong lúc đó, những cuộc chạm súng giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn liên tục diễn ra trên hải phận Hoàng Sa. Tháng 2 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon tới Trung Quốc hội kiến Mao Trạch Đông để bình thường hóa quan hệ. Từ đó, Trung Quốc chấm dứt viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đổi lại Mỹ công nhận chính sách một Trung Quốc. Năm 1973, Hoa Kỳ rút hạm đội 7 và các thiết bị quân sự ra khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc từ đó có thể điều quân đánh chiếm Hoàng Sa mà không lo ngại sẽ xảy ra xung đột với Mỹ. Ngày 11 tháng 1 năm 1974, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục ra tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc và tố cáo Việt Nam Cộng Hòa chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam Cộng Hòa bác bỏ những cáo buộc của Trung Quốc. Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa quyết định thiết lập một phi trường trên đảo Hoàng Sa, có khả năng chuyên chở vận tải cơ hạng nặng C-7 để chuyển quân nhanh ra nhóm Nguyệt Thiềm. Ngày 16 tháng 1 năm 1974, khi một phái đoàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thăm dò một số đảo ở quần đảo Hoàng Sa trong việc chuẩn bị thiết lập phi trường nói trên thì phát hiện ra sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc. Về tương quan lực lượng, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa được đánh giá là có sức mạnh nằm trong top 10 thế giới, công nghệ hai bên có sự chênh lệch quá lớn, hiếm thấy trong lịch sử chiến tranh Hải quân.
phía Việt Nam Cộng Hòa có 4 chiến hạm là khu trục hạm Lý Thường Kiệt HQ-16, tàu hộ tống HQ-10, khu trục hạm Trần Bình Trọng HQ-5, khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ-4, một đại đội hải kích, một số biệt kích hải quân và một trung đội địa phương tại đảo Hoàng Sa. Các tàu của Việt Nam Cộng Hòa đều là hàng khủng lúc bấy giờ, được điều khiển bởi hệ thống radar trinh sát, có khả năng tự do tìm góc độ và tầm xa để khóa chặt mục tiêu. Phía Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa có 4 chiến hạm bao gồm 2 tàu chống ngầm hạng nhẹ, 2 tàu quét thủy lôi, ngoài ra có 2 ngư thuyền ngụy trang làm nhiệm vụ chở lính với khoảng 500 binh sĩ, đa số các tàu này đều chuẩn bị về hưu. Trước trận đánh, Hải quân Trung Quốc đã lựa ra những chiếc tàu có tình trạng tốt nhất, dồn hết thiết bị còn tốt lại, rồi ráp vào 4 chiếc tàu, đem tới Hoàng Sa tham chiến. Cơ bản, về chất lượng và kích cỡ tàu chiến, Việt Nam Cộng Hòa có ưu thế vượt trội, các chiến hạm của họ lớn và hiện đại hơn. 2 tàu lớn nhất đều có kích thước lớn gấp 6 lần tàu Trung Quốc, tàu nhỏ nhất cũng gấp đôi tàu Trung Quốc. Về vận tốc, các tàu của Việt Nam Cộng Hòa đều có vận tốc cao hơn so với tàu của Trung Quốc. Về thiết bị, tàu chiến của Việt Nam Cộng Hòa được trang bị radar, có thể tự động phát hiện mục tiêu kể cả trong sương mù hoặc đêm tối. Tàu Trung Quốc chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu bằng ống nhòm và mắt thường. Về hỏa lực, các tàu của Việt Nam Cộng Hòa được trang bị số lượng pháo nhiều gấp 4 lần. Các khẩu pháo cũng lớn hơn, bắn nhanh hơn và chính xác hơn. Ngoài ra, tàu chiến Việt Nam Cộng Hòa có thêm ưu thế bất ngờ, họ là bên khai hỏa trước trong trận đánh. Chỉ cần tàu chiến Việt Nam Cộng Hòa bắn chính xác trong các loạt đạn đầu là có thể hạ gục toàn bộ tàu Trung Quốc. Diễn biến trận đánh như sau. Ngày 16 tháng 1 năm 1974, HQ-16 sau khi đưa một phái đoàn công binh đi thăm dò các đảo tại Hoàng Sa để thiết lập một đường bay ngắn, thì phát hiện Hải quân Trung Quốc chiếm đóng và cắm cờ tại các đảo Hữu Nhật, Duy Mộng, Quang Ảnh. Ngay trong ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa Vương Văn Bắc tổ chức họp báo tố cáo tàu chiến Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Để đáp trả, ngày 17 tháng 1 năm 1974, HQ-4 đến Hoàng Sa chờ theo một toán biệt kích và một đội lính thủy đánh bộ, đổ bộ xuống các đảo để nhổ cờ Trung Quốc, dựng cờ Việt Nam Cộng Hòa, sau đó lính Việt Nam Cộng Hòa rút trở lại lên tàu. Đêm 17 tháng 1 năm 1974, Chu Ân Lai nhận báo cáo tình hình Hoàng Sa từ Trường Lý Lực, Cục Phó Cục Tác Chiến Bộ Tổng Tham Mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau đó Chu Ân Lai cùng với Diệp Kiếm Anh viết báo cáo gửi Mao Trạch Đông đề nghị phái quân ra quần đảo Hoàng Sa. Mao Trạch Đông phê vào bản báo cáo của Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh là đồng ý và nói rằng trận này không thể không đánh. Mao Trạch Đông giao cho Diệp Kiếm Anh và Đặng Tiểu Bình trực tiếp chỉ huy trận đánh tại quần đảo Hoàng Sa. Đây là trận đánh đầu tiên của Đặng Tiểu Bình khi mới được phục chức sau 7 năm đi cải tạo. Thành lập lực lượng đối phó với Trung Quốc, lực lượng 4 chiến hạm hàng khủng của Việt Nam Cộng Hòa xuất kích với HQ-5 là soái hạm. Tổng chỉ huy là Đại tá Hà Văn Ngạc, chia lực lượng tham chiến thành 2 phân đoàn. Phân đoàn 1 là chủ lực gồm HQ-4 và HQ-5. Phân đoàn 2 có nhiệm vụ yểm trợ gồm HQ-16 và HQ-10. Theo hạm trưởng HQ-16, Trung tá Lê Văn Thử, khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 1, Đại tá Hà Văn Ngạc ra lệnh cho ông đưa viên cố vấn Mỹ lên đảo Hoàng Sa, sau đó HQ-16 tiến đến gần đảo Quang Hòa để đổ bộ, thì một tàu Trung Quốc xuất hiện cản trước mũi, không cho HQ-16 tiến gần đến đảo. Hai tàu cọ vào nhau làm tàu Trung Quốc hư hại nhẹ. HQ-16 chuyển hướng, sau đó cho lính biệt kích dùng xuồng cao su tấn công từ mặt nam của đảo Quang Hòa từ khoảng cách 1 đến 2 hải lý. Cuộc đổ bộ thất bại, một thiếu úy lính biệt kích bị bắn chết, toán biệt hải rút lui, trở về HQ-16. Theo Trung tá Lê Văn Thử, hạm trưởng HQ-16, việc đổ quân thất bại là do kế hoạch quá sơ sài, chỉ đổ bộ một toán người nhái thì khó mà thành công, lại thiếu tiếp tế lương thực, nước uống và vật dụng thì cũng khó mà giữ đảo. Chính sau cuộc đổ bộ thất bại này, quân đội hai bên đã chính thức khai chiến.
Cuộc đổ bộ thất bại nói trên của tàu HQ-16 được báo cáo ngay về Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Chỉ ít phút sau đó, vào khoảng 9 giờ 30 sáng, Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh khai hỏa. Tới 10 giờ 22 cùng ngày, hai chiến hạm của phía Việt Nam Cộng Hòa là HQ-16 và HQ-10 tiến vào lòng chảo Hoàng Sa theo thế gồng kìm, nổ súng trước vào các tàu chiến Trung Quốc đang neo đậu trong khu vực này. Các tàu Trung Quốc tích cực di chuyển và phản kích dữ dội. Hai chiến hạm còn lại của Việt Nam Cộng Hòa là HQ-4 và HQ-5 cũng tiến vào và tham chiến từ phía Tây Nam. Vì tầm quan sát rất hạn chế, nên từ tuần dương hạm HQ-5 không quan sát được tuần dương hạm HQ-16 và hậu tống hạm HQ-10. Bên cạnh đó, máy liên lạc âm thoại dây tần đơn liên tục bị Trung Quốc phá sóng nên soái hạm chỉ có thể liên lạc với các chiến hạm còn lại bằng máy BRC-25. Vì vậy, việc liên lạc giữa các chiến hạm không liên tục và ổn định. Sau vài phút, chiến hạm HQ-4 do Trung tá Vũ Hữu Sang chỉ huy, mặc dù chỉ bị thiệt hại nhẹ, nhưng đã đột ngột lùi ra xa và không tham chiến tiếp, sau đó thì rút chạy. Sau khoảng 15 phút giao chiến, HQ-10 bị hư khẩu pháo 976 ly trước mũi tàu, tàu bị bắn xối xả, bốc cháy tại chỗ. Hạm trưởng là thiếu tá Ngụy Văn Thà, tử trận vì bị mảnh đạn phạt ngang cổ, hạm phó là đại úy Nguyễn Thành Trí, bị thương nặng vẫn cố điều khiển HQ-10 hút vào tàu đối phương. Ngay sau đó thì đại úy Trí ra lệnh thủy thủ bỏ tàu nhảy xuống biển. HQ-16 trúng đạn pháo 127 ly của HQ-5 bắn nhầm, viên đạn xuyên thủng hầm máy khiến tàu bị nghiêng trên 10 độ, mất khả năng chiến đấu và phải rút lui về phía Tây. Theo trưởng khối hành quân của HQ-5 là Bùi Ngọc Nở cho biết, sau 15 phút chiến đấu, tàu HQ-5 bị trúng đạn pháo của địch khiến các khẩu pháo 127 ly và 10 nòng pháo 40 ly bị vô hiệu hóa. Nhưng hạm trưởng HQ-16 là Trung tá Lê Văn Thự thì cho rằng tàu HQ-5 không hề bị hư hại gì trong trận đánh. Việc ông Bùi Ngọc Nở nói tàu bị hư hại nặng chỉ là để biện hộ cho việc HQ-5 rút chạy sớm khỏi trận đánh. Theo tài liệu Trung Quốc ghi nhận, các chỉ huy Trung Quốc nhận thức rõ sự yếu thế về trang bị và vũ khí so với đối phương. Tàu vừa nhỏ vừa cũ kỹ, công nghệ lạc hậu, nên họ đã có sự chuẩn bị kỹ về chiến thuật và tinh thần. Ngay sau khi nổ ra giao chiến, các tàu Trung Quốc lập tức cơ động, áp sát tàu địch càng gần càng tốt để hạn chế ưu thế về radar và pháo cỡ lớn của đối phương. Có những lúc, tàu chiến của họ chỉ cách chiếc HQ-10 khoảng 300m. Dù tàu nhỏ hơn, nhưng các thủy thủ Trung Quốc đã chiến đấu không rời vị trí, họ dùng cả súng bộ binh và súng phóng lựu để nã vào tàu đối phương. Nỗ lực của Trung Quốc đã có kết quả, tàu HQ-10 bị trúng đạn vào đài chỉ huy, hạm trưởng bị thương và hỏa lực trên tàu bị vô hiệu hóa, thủy thủ trên HQ-10 phải bỏ tàu nhảy xuống biển. Vì các tàu Trung Quốc dùng chiến thuật đánh cận chiến với HQ-10, HQ-16 cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, các tàu Trung Quốc sẽ bị hở sườn và phơi mình trước hỏa lực mạnh trên hai tàu HQ-4, HQ-5 đang khai hỏa từ một hướng khác. Các tàu Trung Quốc đang tập trung đánh HQ-10 và HQ-16, nên HQ-4 và HQ-5 không lo bị bắn. Các tàu này chỉ cần ung dung bật radar ngắm bắn tự động và nã pháo từ xa. Chỉ cần một phát đạn pháo 127 ly bắn trúng đích là đủ để đánh chìm hoặc làm hỏng nặng một tàu Trung Quốc. Nhưng điều bất ngờ là HQ-4, HQ-5 chỉ khai hỏa chút ít rồi quay đầu rút chạy, bỏ mặc hai tàu đồng đội đang phải chống đỡ tàu Trung Quốc áp sát. Theo lời kể của Lê Văn Thự, chỉ huy tàu HQ-16, phân đoàn 2, gồm HQ-16 và HQ-10 là cánh tham chiến chủ yếu, còn phân đoàn 1, gồm HQ-4 và HQ-5, chỉ ở bên ngoài nhìn và đợi. Và vì quá lo sợ Trung Quốc nên tin chắc thế nào phân đoàn 2 cũng bị đánh chìm, đại tá Hà Văn Ngạc đã ra lệnh HQ-5 bắn vào lòng chảo từ 5 đến 7 phát đạn trước khi rút lui. Mấy phát đạn này lại bắn trúng vào đồng đội là chiếc HQ-16, khiến tàu HQ-16 bị hỏng nặng, cũng theo lời kể của Trung tá Lê Văn Thự. Chừng khoảng phút thứ 20, tôi thấy một tàu Trung Quốc bốc khói, một tàu khác có lẽ bị trúng đạn làm hư hệ thống tay lái nên tàu cứ xoay quanh, như gà trống chạy lòng vòng trước khi đạp mái. Nhìn chung, thực lực Trung Quốc cũng yếu. Tiếp đến, HQ-10 báo cáo hạm trưởng bị thương, tôi ra lệnh hạm phó lên thay quyền chỉ huy, đồng thời đặt ống nhòm nhìn sang HQ-10. Tôi thấy một ngọn lửa nhỏ cháy ở đài chỉ huy, có thể dập tắt được bằng bình CO2 mà không ai làm. Quan sát phía sau lái HQ-10, tôi thấy 4-5 cái đầu nhấp nhô trên mặt biển. Tôi không biết chuyện gì xảy ra trên HQ-10 vì không nghe báo cáo gì thêm. Tôi đoán chừng vì hạm trưởng bị thương nặng nên HQ-10 như rắn mất đầu. Một số thủy thủ nhát gan sợ tàu cháy hay trúng đạn nổ nên đã bỏ tàu nhảy xuống biển. Nhưng HQ-10 vẫn nổi bình thường, thăng bằng, không nghiêng một chút nào. Trận chiến Hoàng Sa rất giản dị, chẳng có chiến thuật gì rắc rối phức tạp cả. Tôi chỉ khai thác sơ hở của 3 chiến hạm Trung Quốc tập trung một chỗ trong lòng chảo để tấn công. Nếu thủy thủ đoàn HQ-16 và HQ-10 có kinh nghiệm tác xạ, HQ-16 không bị trúng đạn của đồng đội HQ-5 và hạm trưởng HQ-10 không bị thương thì chắc chắn 3 tàu Trung Quốc phải bị đánh chìm. Khả năng cao hạm trưởng HQ-10 bị thương là do bị trúng đạn của đồng đội là HQ-4, HQ-5. Theo các tài liệu ghi chép lại,
khoảng 11 giờ 25, sau khi nhận được tin HQ-16 trúng đạn và mất liên lạc với HQ-10, đại tá Ngạc ra lệnh cho HQ-4 và HQ-5 rút lui về phía đông nam, hướng về vịnh Subic, Philippines. Sau này, đại tá Ngạc giải thích rằng ông đã phát hiện một chiến hạm của Trung Quốc được trang bị mỗi bên một dàn phóng hỏa tiễn chống hạm cách xa chừng 8 đến 10 hải lý đang tiến vào vùng giao tranh với một tốc độ cao. Ông nghĩ rằng hải đội không thể để bị thiệt hại một khu trục hạm loại lớn như thế này nên đã quyết định rút lui. Nhưng theo Trung tá Lê Văn Thự, đại tá Ngạc đã ra lệnh rút lui vì quá lo sợ nên không còn tinh thần để chiến đấu. Lê Văn Thự cho rằng chuyện phía đông xuất hiện một chiến hạm Trung Quốc có trang bị hỏa tiễn chỉ là tưởng tượng của ông Ngạc vì cách xa chừng 8 đến 10 hải lý, tức là khoảng 18 km, khó mà nhìn thấy được các dàn phóng hỏa tiễn ở hai bên thành tàu. Nhận định của Lê Văn Thự là phù hợp với các tài liệu Trung Quốc. Trong trận này, các tàu của Trung Quốc đều là tàu săn ngầm cỡ nhỏ, không được trang bị hỏa tiễn. Theo tài liệu Trung Quốc, đến thời điểm 11 giờ 20 phút, cả 4 tàu của họ đều bị hư hại, đạn dược cũng sắp hết. Nếu trận hải chiến kéo dài hơn thì khó có thể nói trước ai sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, đúng lúc này thì đội tàu của Việt Nam Cộng Hòa quay đầu tháo lui, bỏ lại HQ-10 đang bị hỏng nặng. Một lúc sau, hai tàu chống ngầm của Trung Quốc đến nơi thì trận đánh đã kết thúc. Hai tàu này khai hỏa hai loạt đạn để đánh chìm tàu HQ-10. Khi cuộc hải chiến nổ ra, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa lúc đó yêu cầu hạm đội 7 trợ giúp, nhưng phía Mỹ từ chối, thậm chí từ chối cả việc cứu những thủy thủ của tàu HQ-10 đang trôi dạt trên biển. Sau trận đánh, đội hình của Việt Nam Cộng Hòa bị tan rã, HQ-10 chìm tại trận, HQ-16 bị hỏng nặng, HQ-4 và HQ-5 còn nguyên vẹn, tìm cách vòng qua Hoàng Sa để chạy sang Philippines. Sau đó, các tàu này nhận được lệnh của Tư lệnh Hải quân yêu cầu phải quay trở lại Hoàng Sa, nhưng họ không quay lại. Khi kiểm tra, thì mới biết HQ-16 trúng một viên đạn bắn cầu vòng từ HQ-5. HQ-16 đã gặp may, vì nếu viên đạn mà nổ thì tàu sẽ chìm tại chỗ, và chẳng còn chứng cứ nào để bóc trần việc HQ-5 đã bắn vào đồng đội. Hậu tống hạm HQ-10 bị trúng đạn, hư hại nặng và chìm xuống biển. Nhiều nghi ngờ cho rằng nó đã bị tàu đồng đội là HQ-4, HQ-5 bắn trúng vì đạn loại nhỏ của Trung Quốc khó lòng bắn chìm tàu này. Về tàu HQ-4 và HQ-5 thì lời kể có nhiều mâu thuẫn. Theo sĩ quan Bùi Ngọc Nở, hai tàu này bị thiệt hại rất nặng, đếm được tất cả là 102 lỗ đạn đại bác 100 ly, nhưng may mắn không bị chìm. Lời kể này hoàn toàn mâu thuẫn vì thực ra tàu Trung Quốc không có pháo 100mm. Và sự thật hai tàu này chẳng bị trầy một mảnh sơn nào, vì thế, chỉ một mình HQ-16 được tiếp đón ở Sài Gòn và gắn huy chương. Trong khi chiến sự đang diễn ra tại Hoàng Sa, Mao Trạch Đông cho phép quân đội Trung Quốc chiếm tất cả các đảo do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát. Hải quân đổ bộ Trung Quốc trang bị rất thiếu thốn. Trong khi đó, lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa trên các đảo bao gồm 48 lính, một cố vấn Mỹ, trang bị mỗi lính một khẩu súng trường M16, một súng cối 60 ly và một súng đại liên, họ có thể chặn đứng quân Trung Quốc đổ bộ đông gấp nhiều lần. Tuy nhiên, diễn biến rất bất ngờ, quân Việt Nam Cộng Hòa không bắn trả, quân Trung Quốc không chịu bất kỳ thương vong nào, nhanh chóng chiếm các đảo, lính Trung Quốc đã bắt được 49 tù binh gồm một người Mỹ và 48 lính Việt Nam Cộng Hòa. Theo lợi binh nhì Nguyễn Đức, từng đóng ở Hoàng Sa, quân Việt Nam Cộng Hòa với trang bị hùng mạnh có thể tiêu diệt số lượng quân gấp 10 lần số lính Trung Quốc đang đổ bộ. Ông cho biết, ông cố vấn người Mỹ nói sau đó với chỉ huy trưởng, sau đó có lệnh đầu hàng, chúng tôi phải cởi áo trắng cắm làm cờ và chạy lên phía rừng, thả súng, chờ quân Trung Quốc tới bắt, cuối cùng bị bắt sang Trung Quốc. Ông cố vấn Mỹ khi sang Trung Quốc thì không thấy đâu nữa, cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu vì sao lại có chuyện tự dưng đang thắng lại chuyển sang bại, vì sao chúng tôi được đối xử không tệ trong nhà tù Trung Quốc. Theo tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa, có 75 binh sĩ tử vong trên 4 tàu HQ. Sau trận hải chiến, ngày 20 tháng 1, tàu chở dầu Hà Lan, Covion, vớt được 23 người của HQ-10 đang trôi dạt trên biển. Đến 10 ngày sau, ngư dân Việt Nam vớt tiếp được 13 người gần Quy Nhơn. Các quân nhân này đã dùng bè chạy thoát sau trận hải chiến. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn, kể lại, phía Sài Gòn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tổ chức mừng chiến thắng Hoàng Sa. Tôi cảm thấy tức giận vô cùng, không hiểu được người ta ăn mừng cái gì, tàu chìm, lính bị bắt, đất thì mất mà hô hào chiến thắng. Tôi cũng không hiểu được vì sao hai nước giao tranh, người ta lại có thể thả tù binh một cách êm thấm như vậy. Cuối cùng tôi mới hay, hạm đội 7 của Mỹ ở ngoài khơi đã rút khỏi miền Nam, tình hình chính trị giữa Liên Xô và Trung Quốc không êm thấm, và Mỹ muốn giao Hoàng Sa lại cho Trung Quốc, để chặn đường vào Bắc Việt Nam của hạm đội Liên Xô. Sau khi chiếm được Hoàng Sa, Hải quân Trung Quốc cho tập trung 43 tàu để đề phòng Việt Nam Cộng Hòa phản công tái chiếm, phía Việt Nam Cộng Hòa cho thành lập một hải đoàn đặc nhiệm mới, để chuẩn bị tái chiếm Hoàng Sa. Đại tá Hà Văn Ngạc tiếp tục được chỉ định làm chỉ huy hải đoàn này, nhưng cuối cùng, việc tái chiếm Hoàng Sa bằng hải quân bị hủy bỏ, không rõ lý do.
Ông cho rằng, các tàu chiến của Việt Nam Cộng Hòa thích hợp cho công tác tuần tiễu hơn là để chiến đấu, khó chống trả lại với đội tàu chiến của Trung Quốc, vì vậy khó có thể giữ được chủ quyền tại Hoàng Sa trước kế hoạch tấn công của Trung Quốc. Còn theo ông Hoàng Đức Nhã, thư ký của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tìm hiểu thái độ và lập trường của Mỹ qua điện thoại, nhưng chỉ nhận được câu trả lời khó tin rằng người Mỹ đã không hề hay biết gì. Ông Nhã khẳng định Hoa Kỳ đã có sự thông đồng với chính quyền Bắc Kinh khi đó và đã làm ngơ trước hành động của Trung Quốc. Theo ông Nguyễn Thành Trung, khi đó là Trung úy phi công không lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày 19 tháng 1 năm 1974, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu điều 5 phi đoàn phản lực F-5 bao gồm 120 máy bay ra Đà Nẵng chuẩn bị tái chiếm quần đảo Hoàng Sa. Thời điểm đó, không quân Trung Quốc chỉ có MiG-21 là loại máy bay có tầm bay ngắn, không đủ nhiên liệu bay ra Hoàng Sa, còn hải quân Trung Quốc chỉ có hơn 40 tàu cỡ nhỏ. Trong khi đó, mỗi máy bay F-5 đủ sức tác chiến tại Hoàng Sa trong 20 phút. Như vậy, cứ 3 máy bay đánh một tàu thì chỉ cần sau nửa ngày là có thể đánh chìm toàn bộ 40 tàu Trung Quốc. Ông Trung tin rằng, phần thắng là chắc chắn 100%. Nhưng cuối cùng, lực lượng không quân Việt Nam Cộng Hòa đã nhận lệnh không được cất cánh, mà không rõ lý do. Một số nguồn tin cho rằng, đó là do Mỹ đã cảnh báo Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không được hành động. Hải chiến Hoàng Sa 1974 cũng đã để lại cho Việt Nam những bài học nhất định. Biện pháp ngoại giao là ưu tiên số 1, nhưng không phải là biện pháp duy nhất, vì chẳng có hiệp định khu vực và quốc tế nào trở thành biện pháp bảo vệ các nước nhỏ một cách hoàn hảo. Trung Quốc về cơ bản đã chiếm đóng hầu như toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ thời điểm này cho đến tận ngày nay. Nhà nước Việt Nam cho tới nay vẫn khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và coi hành động của Trung Quốc là sự chiếm đóng trái phép lãnh thổ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.